Chúng ta là nghĩa
Và chúng tôi cũng không
đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy nhìn đưa thân đức tin này cho Đức Giêsu Kitô luôn chúng ta. Nghi thức đặt tay thờ mời người. Anh kể rằng lễ, chúng ta hãy cầu xin Đức Cha toàn năng mở thương tay cành đầy của Thánh Thần xuống lên dự tự của đây là những kẻ được tái sinh vào trong những dự tự cho đến lúc thánh tẩy những thánh thần được bảo vệ trong nhà của người làm cho họ đến những mạnh và sức giỏi và chọn như tôi còn tìm kiếm lại Thiên Chúa toàn năng là Cha Giêsu Kitô luôn luôn con Chúa đã ban cho các con ơn Chúa luôn mở đức và thánh thần khi giải thoát con khỏi tội lỗi thì lạy Chúa xin hãy ban cho thánh thần thánh an ủi lên con những người này xin ban cho họ thần linh khôn ngoan và thấu hiểu thần linh lo liệu và sự phân thần linh suy nghĩ và đau thương xin ban cho những người này để ơn những sự Chúa sức dầu ban bí thức thêm sức và chúc mừng an. Đây là bí thức chính yếu của bí thức thêm sức. Mời các em và cha mẹ đỡ đầu tiến đến trước mặt Đức Giám Mục. Yeah.
Anh chị em thân mến,
Kitô của sinh đã trao ban thần khí cho các tông đồ, và người còn tiếp tục tặng ban cho hội thánh là cho những ai tin vào người. Trong niềm hân hoan mừng cho hai người đã làm một cú lớn lớn, chúng ta cùng dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa tu đổ thần khí Chúa trên giáo hội và trên các vị trưởng giáo, đặc biệt trên Đức Cha Phaolô và Đức Cha, để các ngài tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng và đem những người canh giữ kho tàng cứu độ đã được Thiên Chúa vị tha. Thank you.
con là con cái của Chúa. Chúa đã cho chúng con nên đồng hành đồng dạ với con của Chúa và sẽ cho chúng con tham dự vào việc thánh của người. Thì xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng nói của Chúa thật thà để trở thành những nhân chứng ưu tiên. Chúng con cầu xin là Đức Kitô đưa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi ơn Linh Chúa.
Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh như là đấng đã được quy về Chúa là cha toàn năng trong sự lớn lớn của Chúa đang đạt đến muôn đời. Amen. Lòng mình được chúc phép là thánh thể của chúng ta giáo hội rằng Thank you.
và lần giao vấn cho cầu
thì trước tiên á là được cái trận mưa lớn nó tạo ra cái bầu khí của Sài Gòn nó dịu lại, mấy ngày nó mưa qua thì như thấy người mình thấy nhẹ hơn. Rồi cái thứ hai nữa đến đây nhận thấy cái bầu khí của Sài Gòn này quá tốt đẹp về nhiều mặt, trong đó cái mặt là tôi để ý khá kỹ đó là cơ sở nhà thờ vườn thượng nó thấy rất là sạch sẽ và rất là đẹp, rất là quan mỹ, không có những màu sắc lòe loẹt nhưng mà vẫn rất đẹp. Rồi ở bên trái có vườn đó, đó là ta thấy nhiều cái môi trường đó, môi trường xanh đó, môi trường sạch đẹp. Thank you.